Như vậy là sau một thời gian không quá dài, Mu đã xác định được cái tên tiếp theo ngồi vào ghế huấn luyện viên trưởng với sự ra đi của Ole Gunnar Solskjaer. Người được lựa chọn là nhà cầm quân lão luyện Rangnick. Chiến lược gia người Đức hiện đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Để có được sự phục vụ của Rangnick, Mu đã phải tổ chức nhiều cuộc đàm phán với Lokomotiv Moscow nhằm thanh lý hợp đồng cho huấn luyện viên này. Đồng thời, Quỷ Đỏ cũng cam kết sẽ để Rangnick toàn quyền định hướng lối chơi trong hai mùa giải tiếp theo với vai trò cố vấn kỹ thuật. Đây chắc chắn là bước đi mang tính cách mạng của Mu, bởi ai cũng biết lối chơi hiện tại của đội bóng này không phải là pressing tầm cao, triết lý mà Rangnick theo đuổi. Do đó, sẽ có rất nhiều điều thay đổi trong thời gian tới, và ngay lúc này, một số ngôi sao Mu đã có lý do để lo lắng cho số phận của mình. Tiêu biểu nhất trong số đó có lẽ là siêu sao Cristiano Ronaldo. Sự xuất hiện của Rangnick đồng nghĩa với việc Mu sẽ chơi pressing tầm cao, hay còn gọi là gen pressing. Đây là lối chơi quen thuộc của Liverpool dưới triều đại Jurgen Klopp, người được coi là đệ tử của Rangnick. Khi ấy, Ronaldo sẽ đóng vai trò pressing tuyến đầu. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cùng các đồng đội trên hàng công cần phải gây áp lực cho đối thủ ngay trước khung thành của họ. Tuy nhiên, Ronaldo không phải một mẫu cầu thủ như vậy. Cách đá chọn vị trí và cách di chuyển hơn đã được y lựa chọn khi tuổi tác của anh không còn cho phép. Thế nhưng, nếu Rangnick yêu cầu, Ronaldo có thể sẽ phải thay đổi tư duy chơi bóng, và điều này ít nhiều ảnh hưởng tới thể lực của anh. Đây rõ ràng là bài toán khó với cả Rangnick lẫn Ronaldo trong bối cảnh chân sút này sẽ không hề muốn bị đẩy lên ghế dự bị. Một cái tên khác cũng mang tới sự lo âu, đó là thủ thành David De Gea. Người gác đền số 1 Mu đang đạt phong độ cao mùa này, nhưng khi Rangnick tới, anh sẽ phải chơi chân nhiều hơn khi đội bóng triển khai bóng từ tuyến dưới. Việc dùng chân cơ động là điểm yếu của De Gea và sẽ rất khó để thủ môn người Tây Ban Nha cải thiện trong một sớm một chiều. Nên nhớ, Klopp từng phải chi tiền tấn để mang về Liverpool một thủ môn chơi chân giỏi là Alisson Becker, hay Pep Guardiola cũng đau đầu mới tìm ra Ederson. Đó đều là những thủ môn tiêu biểu trong lối chơi pressing tầm cao của các đội bóng, và De Gea có lẽ cũng cần phải sớm hoàn thiện bản thân nếu như không muốn mất điểm trong mắt tân thuyền trưởng Rangnick.